Ngọc Trinh lại bị kẻ thù lâu năm mỉa mai sống ảo, quảng cáo gian dối. Sau khi Nathaly đăng đàn mỉa mai Ngọc Trinh sống ảo thì mới đây, diễn viên Khánh My là người tiếp theo được cho là đăng đàn chỉ trích nữ hoàng nội y. Khánh My viết trên trang cá nhân, giờ toàn thấy thông tin người của công chúng mà nổ bánh sắc không? Nào là kinh doanh kiếm vài tỷ trên tháng, kiếm tiền trong 30 giây. Ôi đời nó ảo, đủ trò. Mặc dù không đề cập danh tính nhân vật bị nhắm đến, nhưng dòng trạng thái của Khánh My lại khá trùng hợp với những lùm xùm gắn liền với cái tên Ngọc Trinh trong thời gian gần đây. Trước đó vào chiều 11 tháng 5, Ngọc Trinh đăng tải đích danh tên một công ty về sàn giao dịch tiền ảo và đòi lại số tiền 2 triệu đô la Mỹ. Nữ hoàng nội y còn đăng kèm dòng trạng thái tỏ ra bức xúc, có muốn làm ăn ở Việt Nam nữa không? Thông tin lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng và giới trẻ coi. Nhiều bình luận ngỡ ngàng khi biết tin Ngọc Trinh đầu tư vào tiền ảo. Không ít khán giả cũng choáng trước sự giàu có của chân dài quê Trà Vinh khi cách đây vài ngày, cô chi 12 tỷ đồng tậu xế hộp Mercedes AMG G63. Ngay sau bài đăng trên, Ngọc Trinh còn tiếp tục hỏi cộng đồng mạng nên mua thêm loại nào để có cơ hội đu đỉnh. Ngoài ra, cô còn khoe tài sản khoảng 10 triệu đô la Mỹ ở một sàn giao dịch khác để chứng minh độ giàu có khủng khiếp của mình. Giới đầu tư cho rằng, chân dài sinh năm 1989 chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng lại đầu tư số tiền lớn nên có nguy cơ xảy ra nhiều rủi ro. Tới cùng ngày, nhiều sao Việt như Nam Thư, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn Khả Như cũng đồng loạt đăng bài viết về các mã tiền ảo. Đặc biệt, các bài đăng có nội dung giống hệt nhau từ nội dung đến cách chèn ký tự, khiến cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn đây là một chiến dịch PR trắng trợn của các sàn tiền ảo. Họ chi tiền cho nghệ sĩ đăng bài để đẩy nhu cầu thị trường lên cao. Tôi nghĩ các nghệ sĩ cũng không dành về đầu tư tiền ảo mà chỉ đăng theo yêu cầu. Sau đó các bài viết đều bốc hơi, đúng là một trò đùa, một khán giả bình luận. Liên quan đến sự việc, một chuyên gia về tài chính cho biết đầu tư tiền ảo có rất nhiều rủi ro cao. Vì đa số máy chủ đều đặt ở nước ngoài, nhiều người không dành đi vay tiền để chơi rồi nợ nần chồng chất, mất trắng tài sản. Đa số máy chủ của sàn giao dịch tiền ảo đều ở nước ngoài nên khi có sự cố thì việc truy cứu rất khó. Ngọc Trinh và Khánh My từng là đối thủ không đội trời chung từ năm 2014. Khi đó xuất hiện nhiều tin đồn Khánh My hẹn hò với bạn trai đại gia của Ngọc Trinh. Và đến năm 2015, chính Ngọc Trinh đã lên tiếng khi được hỏi về tin đồn này. Giờ xong rồi, tôi không muốn nhắc tới yêu nhìn nhện đó nữa. Nhiều khi tôi cũng thấy tình yêu mình quá êm đềm. Cặp của tôi một năm cãi nhau chưa tới 2 lần nữa. Do tôi ngoan mà cũng do tôi quá tin người đàn ông của mình nữa. Tin hơn 100%. Về phía Khánh My, nữ diễn viên cũng bức xúc đáp trả. Tôi không biết từ đâu có tin đồn ác ý như thế. Mới đây tôi còn thấy người ta gọi mình là yêu nhìn nhện nữa. Thật quá đáng. Tôi thừa nhận có biết người đàn ông được cho là bạn trai của đồng nghiệp, nhưng không có quan hệ thân thiết gì cả. Vì vậy, nói tôi cướp bồ hay xen vào mối quan hệ của người nào đó là hoàn toàn sai sự thật. Tôi cũng chưa từng tỏ ý thích hay tán tỉnh gì vị đại gia ấy. Mối quan hệ của Ngọc Trinh và Khánh My càng trở nên tệ hơn, thậm chí không đội trời chung. Khi cả hai trở thành những sao Việt hiếm hoi xuất hiện tại hàng ghế VIP của show thời trang nổi tiếng thế giới Victoria's Secret 2014, công chúng bắt đầu săm soi hai người đẹp. Cả hai khoe được đưa đón bằng siêu xe limousine ở khách sạn sang trọng bậc nhất tại London và chăm chỉ chụp hình với các nhân vật, khách mời nổi tiếng. Với sự đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, Khánh My vượt mặt Ngọc Trinh khi nhận được nhiều lời khen với phong cách sang trọng. Không chỉ cành cựa với Ngọc Trinh về tài năng, Khánh My còn không phải dạng vừa. Khi sở hữu khối tài sản kếch xù với căn hộ sang trọng, những buổi tiệc sinh nhật hoành tráng, những bộ đồ hàng hiệu phiên bản giới hạn trên thế giới. Tuy nhiên sau nhiều năm, Ngọc Trinh giờ đây đã đè bẹp Khánh My cả về độ giàu có lẫn nổi tiếng. Nữ hoàng nội y sống trong căn biệt thự siêu khổng lồ, rộng tới 800 mét vuông, trị giá khoảng 24 tỷ đồng. Căn biệt thự này có khu vực sân vườn, bể bơi với không gian mở cực kỳ thoáng đãng, vừa hiện đại lại vừa trang nhã và tinh tế. Thu nhập của Ngọc Trinh năm đủ sức để cô mua sắm và tiêu xài thoải mái vào những món đồ hiệu như túi xách, quần áo đắt tiền với mức giá trên trời. Ở ngưỡng tuổi 31, dù vẫn ế nhưng Ngọc Trinh đã có trong tay những thứ vật chất mà hiếm ai ở tuổi của cô có thể sở hữu được.